Có. Mùi vừa bị nhiều nó vào phát. Chuyển cái làm gì nữa. Mồi bị mèo nó vào cho rụng lông cánh dù luôn. May vẫn hót. Được sung lắm. Từ hôm sửa lại câu từ nghe nó sợ sợ nhá. Chết được cái con bùi nào. Hãm đéo đỡ này. Muốn đến bứt cái lồng đi. Lồng hãm không đỡ được. Ủi dài đẹp quá. Con mèo vừa bầu trượt con này xong chắc rơi xuống đáy chẳng gần chết. Nhảy đẹp luôn. Vì con mèo nó vào cho chối quá.
nghìn đồng thế mà không đáng. Sắp đá đấy. Đá tới nơi rồi. Nhìn đâu. Đã lắm rồi đó. Cái bàn cầu thì hãm quá. Tai hại cái con mèo. Đúng con này mang có một con mồi. Mình mang hai con thì đủ tốt. Mình có được diễn nhảy đẹp. Nhảy xuống nhìn lên. Lên rồi. Sao chết 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 chết. Mồi lại nhấp nhô lại. Hót lại rồi. Cẩn thận quá nhỉ. Chết. Mẹ cái cầu tử nó về bẻ mẹ cái lồng. Nó cứ sợ sợ cái cầu tử đéo rồi.